Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một trải bài chung với câu hỏi là thông điệp từ giấc mơ của bạn là gì? Đối với trải bài này thì đây là một trải bài chung cho nên các bạn hãy đón nhận những câu chuyện một cách chọn lọc và hãy đón nhận những thông tin nào có liên quan đến mình. Nếu đó không phải là câu chuyện của bạn thì bạn cứ bỏ qua và đừng đưa ra bất kỳ một quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Nói về giấc mơ của chúng ta thì đối với cá nhân mình và những cái trải nghiệm của cá nhân mình thì giấc mơ của chúng ta nó có mang một cái ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nhất là khi bạn có một cái ấn tượng sâu sắc với nó về mùi hương nè, hoặc về cảm giác, hoặc là có một cái hình ảnh nó lặp đi lặp lại liên tục trong giấc mơ các bạn thì rất có thể nó mang đến một cái điềm báo nào đó. Đặc biệt là vào những cái dịp mà có nhiều cái sự kiện, ví dụ như vào trăng non này hoặc là trăng tròn nè, nó rất là dễ mang đến cho các bạn những cái giấc mơ mà nó có ý nghĩa. Giấc mơ có thể thứ nhất là tiên đoán một phần nào đó về tương lai các bạn, thứ hai là có thể là cảnh báo một cái điều gì đó, thứ ba là có thể mang cái tính là an ủi, xoa dịu các bạn, hoặc là làm rõ một cái vấn đề nào đó các bạn đang gặp trong cuộc sống mà những thiên thần bảo hộ hoặc là những vị thần ở trong tôn giáo các bạn họ không thể nào chạm đến các bạn khi mà các bạn còn tỉnh táo được, bởi vì cái mind của chúng ta, cái trí óc của chúng ta ngăn cản không thể họ tiếp cận được, cho nên họ có thể thông qua giấc mơ hoặc là những cái trải nghiệm trong giấc mơ để họ có thể đưa đến những cái thông tin, những cái thông điệp cần thiết cho chúng ta. Vậy thì nếu mà các bạn là một đối tượng mà các bạn có cái mong muốn mà chúng ta muốn nhớ về giấc mơ của mình và đi giải mã giấc mơ á, thì mình thấy có một số cách rất là phổ biến đây có thể giúp các bạn. Đầu tiên là các bạn cần phải đặt ra một cái giống như là một cái ý định, các bạn hãy đặt một cái ý định trước khi các bạn đi ngủ rằng tôi sẽ nhớ được rằng hôm nay tôi mơ thấy cái gì. Và có thể trước khi các bạn nói ý định đó thì các bạn có thể có cái câu hỏi là nếu các bạn muốn biết về một cái vấn đề đó cụ thể thì các bạn hãy đặt một cái câu hỏi cụ thể. Còn nếu các bạn mở lòng đón nhận tất cả thì các bạn chỉ cần có một cái ý định là các bạn sẽ đón nhận tất cả những gì mà vũ trụ mang tới và các bạn cố gắng nói cái là chúng ta sẽ nhớ được những cái gì mà mình mơ thấy. Và nếu sáng ngày mai á, các bạn ngủ dậy mà các bạn không nhớ thì các bạn cứ bình tĩnh và các bạn hãy tự nói với chính bản thân mình là 5 phút sau hoặc là 10 phút sau mình sẽ nhớ lại cái giấc mơ của mình. Và cái bước này á, thì thông thường đa số mọi người là sẽ không có nhớ được chính xác, thậm chí là không nhớ được quá một nửa cái giấc mơ các bạn là gì. Nhưng mà các bạn có thể để ý đến một cái số cái chi tiết khác, ví dụ cái cảm giác các bạn có cái cảm giác gì khi cái giấc mơ đó nó kết thúc, hoặc là khi các bạn tỉnh dậy các bạn thấy như thế nào, có một cái chi tiết hình ảnh hoặc mùi hương nào các bạn đặc biệt ghi nhớ hay không. Thì tiếp theo là các bạn sẽ ghi lại những cái điều mà các bạn nhớ được, có thể là những cái chi tiết các bạn thấy là hoàn toàn không liên quan hoặc là nó rất nhỏ nhặt cũng được, không sao. Giống như là chúng ta tập từ từ thôi, các bạn cứ tưởng tượng là nếu mà trong cái việc chúng ta tập nhớ lại những cái giấc mơ, nó cũng giống như cái việc các bạn tập bất kỳ một cái loại hình nào đó, ví dụ như tập viết chẳng hạn. Đầu tiên chúng ta phải tập từng nét, rồi sau đó chúng ta mới có thể viết thành câu, thành từ, rồi bắt đầu phát triển lên những cái kiểu chữ đẹp hơn. Thì ở đây á, mình khuyên các bạn là các bạn hãy có một cái nhật ký hoặc là một cuốn sổ đó ghi chép các giấc mơ của các bạn. Bởi vì á, có một số người á, thì một cái biểu tượng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của họ nó có thể mang cùng một ý nghĩa. Ví dụ như mỗi khi các bạn thấy một con khủng long trong giấc mơ các bạn thì điều đó có nghĩa là ngoài đời các bạn đang có một cái mối đe dọa nào đó, hoặc là trong tương lai các bạn đang gặp một cái vật cản nào đó. Và cái ý nghĩa này nó có thể khác nhau đối với tất cả mọi người, cho nên cái việc mà chúng ta ghi lại và chúng ta quan sát là một việc rất là quan trọng. Thì chủ yếu nhất là các bạn cần phải có một cuốn sổ để chúng ta ghi chép lại và quan sát lại để xem đến một cái lúc nào đó vào cái thời điểm thích hợp và cái sự việc nó diễn ra trong cuộc sống các bạn á, thì các bạn cũng sẽ lập tức hiểu được rằng cái giấc mơ đó của mình nó có nghĩa là gì. Và có một điều mình thấy nó rất quan trọng là bởi vì trong cái lĩnh vực giấc mơ á, thì những thứ nó trở nên rất là nó không có rõ ràng á, đôi khi nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, đôi giống như kiểu bạn mơ thấy bạn nói chuyện với một con khủng long chẳng hạn, hay là nói chuyện với cá heo chẳng hạn, đôi khi nó không có mang một ý nghĩa gì và có thể trong một cái khoảng thời gian ngắn bạn không có nhìn nhận được ý nghĩa hay là cái lợi ích từ cái việc này mang lại. Cho nên á, nếu mà bạn mình nghĩ rằng chúng ta nên đón nhận cái hành trình giấc mơ này giống như một cái cuộc vui chơi đó, các bạn hãy tưởng tượng là mỗi khi các bạn đi ngủ là các bạn đi dạo ở một cái thế giới khác và chúng ta ghi chép lại những cái điều này, nó giống như một cái trò chơi mà mỗi một cái màn chơi đều là những cái bí ẩn và bạn hãy giữ cái sự hào hứng và một cái ánh nhìn nó thật là sự là cởi mở. Mình nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp cận với góc độ đây là một cái hình thức giải trí giống như mình coi một bộ phim hay là đọc một
quyển truyện á thì nó sẽ thú vị hơn và nó sẽ mang lại nhiều kết quả hơn so với việc mình cứ phải cố gắng đi tìm cái ý nghĩa là cái gì hay là phải có cái gì đó diễn ra. Bởi vì đôi khi á, nếu mà cái thời gian nó không đến chính xác á, nó cũng sẽ không có mang lại các bạn một cái câu trả lời nào rõ ràng hết. Cho nên đối với cá nhân mình, đối với những cái trải nghiệm mà nó mang cái tính là chúng ta phải tìm hiểu, khám phá và đào sâu từ từ á, thì cứ hãy coi đó như một cuộc dạo chơi, một cái trò chơi hoặc là một cái quyển sách, quyển truyện. Mỗi ngày bạn dở một chương và chờ đón những cái điều mới lạ nó mang đến, thì nó sẽ có nhiều cái giá trị đến với các bạn hơn. Ok, đó là một số ít cái chia sẻ của mình về khía cạnh là nếu các bạn muốn nhớ lại giấc mơ của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến cụ thể trong những cái trải bài để coi thử là nó có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống các bạn ha. Và như mọi khi mình đã chuẩn bị ở đây 4 tụ bài theo thứ tự lần lượt là 1, 2, 3 và 4. Và lần này thì mình sẽ để các bạn chọn tụ bài không thôi. Thứ tự lần nữa là 1, 2, 3 và 4. Các bạn hãy chọn một tụ bài nào mà các bạn cảm thấy hứng thú hoặc là bị thu hút nhất và chúng ta đón nhận cái câu chuyện của mình. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài thứ nhất nha. Chào các bạn ở tụ bài thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đó là ý nghĩa giấc mơ các bạn là gì? Hãy cùng khám phá giấc mơ các bạn nha. Ok, đối với các bạn ở tụ bài thứ nhất á, thì cái câu chuyện của mình thấy là như thế này. Có thể là trong cái giấc mơ của các bạn á, trường hợp thứ nhất ha. Trường hợp thứ nhất thì trong cái giấc mơ của các bạn có thể là các bạn mơ thấy một hình ảnh một cái người yêu dấu của các bạn. Cái người này có thể là vợ, là chồng của các bạn. Bạn và họ có thể nằm trong một số tình huống, ví dụ như là hai người đã có những cái sự cãi vã nè, chia tay hoặc là ly dị. Hoặc trong cái trường hợp này đầu tiên á, thì mình muốn nói với các bạn về trường hợp nó hơi đặc biệt một chút, là có thể cái người yêu dấu này của các bạn á, họ đã qua đời rồi. Thì cái đối tượng này nó không nhất định phải chỉ là về khía cạnh tình yêu, mặc dù mình thấy tình yêu là nó rất là hiện hiện rất là rõ trong cái trải bài này. Nó cũng có thể là một người mẹ nè, hoặc là cũng có thể là một nhân vật trong gia đình các bạn, hoặc cũng có thể là một cái người mà giống như là một người bạn nào đó, nhưng mà bạn có một cái cảm xúc rất là mãnh liệt về cái người này, hoặc là bạn cảm thấy rất là gắn bó. Mỗi lần bạn thấy người này hoặc là bạn nghĩ về người này á, thì bạn sẽ lập tức có một cảm giác giống như là được xoa dịu đó. Có thể mà cái người này khi mà họ còn ở bên bạn á, họ là một cái đối tượng thường xuyên chia sẻ với các bạn và bạn nhận được những cái lời khuyên trong cuộc sống từ cái người này. Và mình thấy ha, có thể là cái sự ra đi của người này á, thì khi mà họ rời đi á, là lúc đó hai bạn vẫn còn ở trong một cuộc cãi vã, và cái việc người này qua đời một cách đột ngột là nằm nói chung là bạn cũng không có ngờ đến. Cho nên khi mà cái việc này nó xảy ra thì bạn không có, giống như là bạn cảm thấy là bạn không có được chuẩn bị cho cái việc này á, cho nên mọi thứ diễn ra rất là nặng nề, và giống như là thế giới của bạn đột nhiên là nó bị lộn ngược lại vậy đó, mọi thứ nó trở nên rất là khó khăn nặng nề. Thì nếu mà bạn mơ thấy cái người này và nằm trong cái trường hợp này á, thì cái giấc mơ muốn nhắn nhủ với các bạn, và mình nghĩ rằng cái người này đã thông qua giấc mơ nhắn nhủ với các bạn rằng á, họ vẫn đang tốt, họ đang rất là ổn, họ đang có một cái trạng thái yên bình, và họ vẫn luôn dõi theo từng cái bước đi của các bạn, họ vẫn luôn ở đó, họ vẫn luôn ngóng chờ những cái thành tựu, những cái thành công trong cái cuộc sống các bạn. Họ sẽ không bao giờ thật sự rời khỏi cái cuộc đời các bạn hết. Và mình thấy ở đây ha, là cái người này ấy, ý của họ muốn là bạn hãy buông bỏ ra cái nỗi đau này, và bạn hãy dần dần chấp nhận cái thực tế
rằng mặc dù có thể họ không ở bên cạnh bạn về cái mặt vật lý nữa, họ không còn tiếp tục tồn tại trong cái thế giới 3D này nữa, nhưng mà họ vẫn luôn ở gần, rất là gần trong linh hồn bạn. Hai người vẫn có một kết nối linh hồn với nhau. Và nếu mà bạn thả lỏng, bạn để cho những cái cảm xúc thù hận, ý là những cái cảm xúc khó chịu nó trôi qua á, thì bạn sẽ cảm nhận được cái sợi dây liên kết giữa cái người này và bạn. Thì ở đây ha, ví dụ như bạn muốn có cảm nhận rõ hơn về cái sự liên kết thì mình có thể đưa các bạn một lời khuyên là các bạn có thể thử cái biện pháp thiền chẳng hạn. Các bạn có thể ngồi tĩnh lặng cái tâm trí mình lại, hoặc các bạn có thể thử cái biện pháp mà các bạn nhìn một cái ngọn lửa để cho chúng ta có được những cái khi mà cái đầu óc các bạn nó dịu xuống á, thì lúc đó cái trái tim và cái tâm thức các bạn mở ra thì các bạn sẽ dễ cảm nhận được cái sự liên kết này hơn. Cho nên đối với những trường hợp thứ nhất ha, tóm lại đối với những cái bạn nào mà các bạn vừa có một cái sự mất mát về người thân, vợ chồng hoặc là một cái người bạn nào đó các bạn rất là yêu quý, thì và các bạn thấy lại họ trong cái giấc mơ các bạn á, thì cái điều họ muốn nhắn nhủ là họ vẫn tồn tại ở bên cạnh các bạn, họ vẫn chia sẻ với các bạn về cuộc sống hàng ngày, và họ sẵn sàng kết nối và chỉ dẫn các bạn, họ đã gia nhập vào cái đội hướng dẫn của các bạn rồi và họ không có ở đâu xa các bạn hết. Hai người vẫn có những cái kết nối với nhau, cho nên hãy hãy mở lòng ra và buông xuống cái sự mất mát này để chúng ta có thể bắt đầu một cái hành trình mới. Ok, đối với những đối tượng thứ hai á, là các bạn nào mà các bạn gặp cái rắc rối nào đó đối với cái khía cạnh cái đối tượng người yêu các bạn á, thì có một cái lời khuyên của các bạn nằm ở đây, đó là do mình thấy ha, là hai bạn đang giống như là cả hai đều đều vì mình á, đều đứng về góc độ của mình thôi và không có muốn nói, không có muốn nhìn nhận cái câu chuyện với góc độ của đối phương. Và có thể là khi các bạn nói ra thì lời nói nó cũng mang rất là nhiều cái sự nặng nề và căng thẳng gay gắt. Nếu như cái mâu thuẫn này của hai bạn nó chưa có được lộ ra, bộc lộ ra, thì có thể đây là một cái điềm báo là có một cái sự mâu thuẫn ngầm nào đó nó đã xuất hiện rồi, và có thể bạn cũng đã biết về mâu thuẫn này rồi nhưng mà chưa có lôi nó lên mặt nước hoặc là chưa có muốn giải quyết nó. Thì lời khuyên ở đây là mình nghĩ là các bạn nên giải quyết sớm đi, bởi vì nếu các bạn trì hoãn thì có thể cái mâu thuẫn này nó sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn và đối tượng yêu đương các bạn nó mang nhiều cái sự nặng nề hơn. Và cái vấn đề này nó có thể đặc biệt nằm ở cái khía cạnh là giống như là trong cái chuyện riêng tư cá nhân vợ chồng của hai bạn á, nó có những cái điều nó không có được hòa hợp, hoặc là nó có những cái sự căng thẳng mệt mỏi với nhau. Thì cái việc này thì tùy trường hợp cá nhân các bạn, thì mình thấy là các bạn còn có những cái sự điều chỉnh, thương lượng và nói chuyện với nhau. Hơn nữa đây mình cảm thấy là cả hai đều chỉ muốn giành phần lợi về mình á, chỉ muốn mình là cái người được thoải mái, được vui vẻ. Thì ở đây mình thấy là không nên như vậy ha. Chúng ta trong cái chuyện tình cảm thì cả hai bên đều phải được vui vẻ và thoải mái thì mới là một cái đích đến cuối cùng. Mình ở đây hẳn khẳng định đây là có một cái điều gì đó các bạn cần phải điều chỉnh thì các bạn mới có thể tiến đến một cái mối quan hệ nó lâu dài được. Và các bạn còn phải hết sức cẩn thận với cái lời nói các bạn. Mình cảm thấy là cái lời nói các bạn có thể là một trong những nguyên nhân rất là lớn để châm ngòi những cái cuộc cãi vã nè, hoặc là đôi khi cái lời nói của các bạn á không có truyền tải được hết hoàn toàn cái suy nghĩ hay là cái cảm xúc hay là tất cả những cái điều mà các bạn muốn truyền đạt, và nó khiến đối phương hiểu lầm. Cho nên hãy cố gắng dùng những cái từ ngữ nó nhẹ nhàng lại, nó đơn giản lại, và nó chỉ có một nghĩa thôi, để tránh những cái trường hợp mà có những cái hiểu lầm đáng tiếc nó xảy ra ha. Thì ở đây mình thấy á, là trong mối quan hệ của hai bạn là nó hơi bị thiếu những cái sự, có thể là những cái cuộc trò chuyện deep deep nè, những cái cuộc trò chuyện mà nó thật sự là nghiêm túc. Có thể là với lại hai bạn có thể đến với nhau hơi nhanh, đến với nhau vì những cái quyến rũ về mặt ngoại hình, về cái mặt physical nhiều, cho nên chưa có những cái thật sự chạm vào tâm hồn của nhau. Thì ở đây mình thấy là hai bạn nên có những cái cuộc nói chuyện đó, và những cái mâu thuẫn này nếu mà nó chưa xuất hiện á, thì nó sẽ rất là sớm xuất hiện nếu chúng ta không có những cái sự điều chỉnh. Ok, ở đây thì đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ nhất. Mình hy vọng là mang đến được một cái thông tin có ích dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Mình chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài lần sau nha. Ok, bây giờ chúng ta đến với các bạn ở tụ bài thứ hai. Chào các bạn ở tụ bài thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ ngay bây giờ trả lời cho câu hỏi là thông điệp đến từ giấc mơ các bạn. Hãy xem câu chuyện của các bạn có gì nha.
Ok, đối với các bạn ở tụ bài này á thì mình thấy cái câu chuyện ở đây là nhất á, là có thể là đối với những bạn nào mà các bạn đang có một cái công việc nào đó mà các bạn muốn làm á, hoặc là giống như các bạn đứng trước một cái sự lựa chọn nào đó, đứng trước một cái con đường nào đó mà các bạn không biết rẽ hướng nào, các bạn không biết là nên lựa chọn cái đường hướng như thế nào, thì cái lời khuyên ở đây dành cho các bạn á, đó là các bạn hãy chọn cái con đường nào mà các bạn cảm thấy thật sự là chính mình. Hãy đừng có chọn cái con đường đi theo cái kỳ vọng của người khác. Đừng có chọn cái con đường mà mọi người nói là nó ổn định, nó như thế này như thế kia. Ví dụ như họ họ muốn bạn làm bác sĩ trong khi thật sự cái điều bạn muốn là bạn làm kinh doanh. Thì nếu mà các bạn ở đây các bạn được khuyến khích là các bạn hãy chọn lựa cái điều gì đó mà nó thật sự nó mang lại cái cảm xúc tích cực dành cho các bạn, cái điều gì mà các bạn được là chính mình, chứ không phải là bạn đi theo một cái kỳ vọng, một cái mong muốn của người khác. Và ở đây ha, trường hợp thứ nhất, thứ hai là những bạn nào mà các bạn có một sự chia ly đối với đối phương các bạn có thể là lâu không liên lạc, hoặc là cái người này họ họ đột ngột đứt liên lạc với các bạn, thì có khả năng là các bạn sẽ có những cái sự liên lạc lại với cái người này trong tương lai. Và cái lý do mà người này đứt liên lạc với các bạn á là cái đối tượng này có một cái điều gì đó họ giấu các bạn. Ở đây không nhất định là họ phải có người khác, nhưng mà ví dụ như là có một cái biến cố đó trong cuộc sống và họ không có muốn bạn biết, hoặc là họ có một cái vết thương nào đó trong quá khứ và họ không có muốn bạn biết về cái mặt xấu này. Ví dụ họ từng có tiền án tiền sử là một người nghiện rượu chẳng hạn, hoặc là họ có nghiện thuốc lá, hoặc là gia đình họ có một cái tì vết nào đó và họ không có muốn bạn biết cái điều này. Và cho đến khi họ có thể hoàn toàn giải quyết được cái vấn đề này với cá nhân họ thì họ muốn tạm dừng cái liên kết này với các bạn. Và mình thấy khả năng mà họ liên kết lại với các bạn là khá là cao. Tuy nhiên nó sẽ không diễn ra trong tương lai gần, bởi vì cái người này họ vẫn còn rất là nhiều việc họ phải làm với quá khứ và với cuộc sống cá nhân của họ. Cho nên nhìn chung ở đây ha, lời nhắn nhủ với các bạn là các bạn hãy tiếp tục đi trên cái hành trình của mình, và các bạn đừng kiểu như là đừng quá trông ngóng chờ chờ đợi nữa. Các việc mà họ đi như thế nào và cái tốc độ của mỗi người trên cái hành trình là khác nhau. Cho nên việc của bạn á, là các bạn cần phải thực hiện cái hành trình của các bạn, bước đi với tốc độ các bạn đến cái đích đến của các bạn. Và nếu cái người này và các bạn thật sự thuộc về nhau á, thì hai người sẽ tự tìm thấy nhau thôi, vũ trụ sẽ đẩy hai người đến với nhau về cái sự hòa hợp và tần số. Còn nếu không á, thì chúng ta cứ hãy để mọi chuyện nó diễn ra nhẹ nhàng và coi người này là một cái đối tượng đáng nhớ trong cuộc sống của mình. Ok, và đối với trường hợp thứ ba là một cái trường hợp mà mình thấy là nó khá rõ ràng trong cái câu chuyện này á, thì có thể là cuộc sống xung quanh của các bạn nó đang có rất là nhiều thứ sụp đổ, hoặc là bỗng nhiên một ngày nào đó bạn thức dậy và cái cuộc sống của bạn, cái góc nhìn hoàn toàn thay đổi. Bạn không còn muốn một công việc ổn định nữa, hay là cái góc nhìn, cái quan điểm về tôn giáo, về cuộc sống, về nhân sinh quan, thế giới quan các bạn nó khác. Thì điều này ở đây á, nó có một cái ý nghĩa là các bạn đang có một cái bước tiến, các bạn đang đinh lên một cái nấc cao hơn trong cái hành trình về tâm thức của các bạn. Có nghĩa là ở đây các bạn có hẳn một lá về sự thức tỉnh tâm thức các bạn nè, về sự thức tỉnh tâm linh các bạn. Ở đây nó không còn nhất định phải là một cái điều gì đó quá ghê gớm. Ở đây chỉ là bạn đã phá vỡ được một cái vòng lặp cũ và bạn đã bước lên một cái nhận thức mới. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nếu để phục vụ cho cái con người mới này của các bạn á, thì những thứ ở xung quanh các bạn nó phải sụp xuống. Nếu các bạn đang trong trường hợp mà thế giới các bạn nó bỗng nhiên nó xáo trộn, nó không còn gì như cũ nữa, thì điều này á, cái giấc mơ các bạn, có thể các bạn nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh của các thiên thần nè, hoặc là các bạn nhìn thấy hình ảnh của những cái ký hiệu tôn giáo của các bạn, ví dụ như các bạn có thể thấy được thánh giá nếu các bạn theo Thiên Chúa, hoặc là các bạn thấy được hình ảnh Đức Phật nếu các bạn theo đạo Phật, hoặc thậm chí là các bạn thấy được một cái hình ảnh một cái tôn giáo khác, nhưng mà cái hình ảnh đó khiến cho các bạn an tâm, khiến cho các bạn an lòng, thì điều đó là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Hoặc các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh một cái con bướm bướm phá kén, ví dụ như vậy á. Hoặc các bạn có thể nhìn thấy những cái bậc thang rất là dài nối tiếp nhau, một cái khung cảnh là có thể là nằm ở trên mây, một cái tòa lâu đài trên mây, những cái hình tượng mà nó rất là mang cái tính thần thoại nè, rất là mang cái tính trên mây trên gió, rất là mang cái tính gọi là fantasy một chút á, huyền ảo một chút á. Thì tất cả những cái hình ảnh đó nó muốn nói với các bạn rằng á, là các bạn đang ở trong cái hành trình thức tỉnh và các bạn đang thực hiện đúng những cái gì các bạn cần làm, những cái sự thay đổi này là cần thiết.
Cuộc sống các bạn đang có mũi giống như là một cái cuộc quét dọn, một cái sự tổng vệ sinh. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đang có một cái cuộc thay đổi là cái ngôi nhà của các bạn. Và các bạn tháo những cái thứ không có phù hợp xuống và các bạn để các bạn trang trí những cái thứ mới lên, để những cái con người mới đến cái cuộc sống các bạn. Thì cái việc này giấc mơ đó giống như một cái lời an ủi, một cái lời khẳng định là không có cái việc gì sai trong cuộc sống các bạn hết, mọi thứ nó đều rất là chính xác, nó đều rất là đúng. Và cái việc có làm các bạn ở đây á, là các bạn hãy có một cái niềm tin về bản thân mình và niềm tin về hành trình của mình. Và các bạn đừng có ngại thay đổi, nếu có một ngày đó các bạn bỗng nhiên muốn thay đổi gu ăn mặc nè, thì các bạn cứ làm. Cái giấc mơ của các bạn cũng là một cái lời khẳng định rằng á, các bạn đang gần, rất là gần trở thành cái con người đúng của mình, đang trở thành cái con người thật sự của các bạn. Và cái việc thay đổi nó là cần thiết, nó là hiển nhiên sẽ diễn ra, cho nên các bạn đừng sợ hãi, hãy cứ bước đi. Các bạn có một cái lá về một cái hành trình linh hồn các bạn nè. Và ở đây thì các bạn sẽ từ 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 tiến lên những cái nấc thang này. Và giống như khi chúng ta bước lên một bậc thang mới á, thì cái góc nhìn và cái cảnh vật xung quanh nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên những cái sự thay đổi diễn ra trong cuộc sống các bạn hiện tại là để phục vụ cho các bạn. Và mình nghĩ rằng các bạn sẽ còn phải chịu, nói chung là còn phải trải qua nhiều cái sự thay đổi nữa và những cái điều đó là cần thiết. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở từ bài thứ hai. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài khác. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tù bài thứ ba. Xin chào các bạn ở tù bài thứ ba. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là thông điệp từ giấc mơ các bạn là gì. Ok, đối với những cái bạn ở tù bài thứ ba này á, thì mình cảm giác là có khả năng là trong giấc mơ các bạn sẽ thường xuyên thấy những cái ví dụ như là những cái có thể các bạn gặp ác mộng. Các bạn thấy những cái giấc mơ không đẹp. Các bạn có thể thường xuyên thấy rất là nhiều hình ảnh kiếm trong giấc mơ các bạn. Hoặc là sau khi các bạn tỉnh dậy xong cái giấc mơ á, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là lo lắng, rất là sợ hãi, hoặc là các bạn có một cảm giác lạnh lẽo. Nói chung là có thể các bạn có những cái trải nghiệm giấc mơ nó không có được tốt đẹp, hoặc là giấc mơ các bạn nó rất tối nghĩa, nó mang những cái tính như là thể hiện cái sự thiếu thốn nè. Cũng có khả năng là các bạn sẽ thấy những cái con số 5 nó xuất hiện trong cái giấc mơ các bạn. Thì ở đây mình thấy ha, mình luôn cố gắng là mang đến cho các bạn những cái nguồn năng lượng tích cực nhất có thể. Tuy nhiên mình sẽ vẫn thành thật nhất với những cái gì mà cái trải bài nó xuất hiện. Thì ở đây mình thấy giấc mơ các bạn đang có một cái sự cảnh báo. Cái sự cảnh báo này nó nằm ở khía cạnh là có một người nào đó mà các bạn có thể rất là quen thuộc, rất là gần gũi. Người này có thể là bạn bè của các bạn, có thể là đối tác thân thiết các bạn, hoặc thậm chí là người yêu các bạn. Hoặc là một cái đối tượng crush nào đó, đại khái là dạng như vậy ha. Có mối quan hệ thân thiết, cái người này họ họ làm cái gì đó sau lưng các bạn. Ở đây mình cảm thấy cái người này họ có khả năng là họ họ đối xử với các bạn không tốt. Và cái điều này á, thật ra mình cảm giác là nó đã diễn ra ở thực tế trong cuộc sống hàng ngày rồi. Có thể bạn mắc kẹt trong một cái mối quan hệ mà đối phương các bạn thường xuyên khiến cho bạn cảm thấy là mình thật là bé nhỏ, mình thật là không có đầy đủ, mình không có xứng đáng với những cái điều tốt đẹp. Cái người này họ có thể thường xuyên nói những câu nói mà khiến các bạn hạ thấp giá trị của các bạn, nói những câu mà không hề để ý đến cái cảm xúc, cái tình cảm của các bạn, có những cái hành động rất là vô tình. Ví dụ như các bạn bỏ công nấu một cái bữa ăn rất là ngon cho cái người này, thì cái người này đến và họ ngồi xuống, họ chẳng có một cái thái độ biết ơn, cảm ơn nào, mà họ còn kiểu như là như thế này nấu ăn là bình thường, ai chẳng làm được. Rồi kiểu chắc là mấy người không có ai nấu cho ăn nên mấy người mới kêu tôi tới gì. Rồi kiểu giống như có thể là nấu dở gì thì thôi, lần sau đừng có nấu nữa, chứ nấu dở gì rồi là cũng đâu ai thèm ăn. Có nghĩa là khiến cho các bạn cảm thấy rất là bé nhỏ, khiến cho các bạn tổn thương. Và bạn biết cái điều tổn thương này luôn á, bạn biết cái sự tổn thương này, hoặc thậm chí là cái người này có những cái động thái cắt đứt với các bạn. Nhưng mà các bạn vẫn
vẫn bám lấy cái mối quan hệ này, vẫn tìm cách cố gắng có một cái sự giải thích, hoặc là giải thích cho những cái hành động, những cái lý do của cái người này. Thì ở đây mình thấy cái giấc mơ các bạn là những cái điều cảnh báo, đó là cái người này thật sự họ không có ý định tốt với các bạn, cái người này thật sự họ không có những cái cảm xúc tích cực, họ sẽ không mang những cái nguồn năng lượng tích cực đến cho cuộc sống các bạn đâu. Cho nên đây là lúc các bạn buông cái người này ra, các bạn đã cần thiết phải buông cái người này ra rồi, hoặc là các bạn cần phải ngồi lại và suy nghĩ rằng á, mình ở trong cái mối hệ này vì điều gì, mối hệ này đem đến cho các bạn cái điều gì. Trong khi mình nhìn thấy dưới những trải bài này ở đây á, thì cái mối hệ này nó không đem lại các bạn cái gì ngoài ngoài những cái cảm xúc tiêu cực hết á, ngoài cái việc mà các bạn càng ngày càng trở nên thiếu thốn, là càng trở nên tự ti, là càng trở nên chán ghét bản thân mình. Trong một mối quan hệ, nếu như các bạn ở trong mối hệ đó mà các bạn càng ngày càng thấy ghét bản thân á, các bạn càng ngày càng thấy mình không có giá trị, thì đó là một mối hệ không lành mạnh. Và ở đây các bạn có một lời khuyên là các bạn hãy thoát khỏi mối quan hệ này đi, các bạn hãy bước ra khỏi mối quan hệ này đi. Và nếu như các bạn đang chấm dứt cái mối quan hệ này rồi á, và các bạn trong một cái tình huống là các bạn cảm thấy quá tổn thương mà các bạn quá muốn người này quay lại, thì lời khuyên các bạn ở đây á là các bạn hãy gần gũi hơn với thiên nhiên. Ví dụ như các bạn hãy có những cái chuyến du lịch kiểu sinh thái nè, hoặc là các bạn đi dạo chơi ở bãi biển, ở đồng cỏ. Các bạn hãy có những cái hoạt động kết nối với thiên nhiên, ví dụ như trồng cây, ví dụ như là đi chân trần trên cỏ nè. Những cái hành động đó nó sẽ rất là mang lại những cái giá trị tích cực trong cái cuộc sống các bạn. Nó sẽ giúp chữa lành những cái vết thương trong cuộc sống các bạn. Và ở đây á, mình thấy là các bạn do một thời gian tiếp xúc với cái người này, các bạn sẽ mang cái tâm lý giống như kiểu là cả thế giới này bỏ rơi mình, cả vũ trụ này bỏ rơi mình không có xứng đáng, mình không có đáng được ai yêu thương. Và cái điều này nó sẽ gây nguy hại, và đặc biệt là nó sẽ mang đến nhiều cái trải nghiệm tệ hơn đối với các bạn. Và lời khuyên của mình đây là, đầu tiên là, thứ nhất thì như mình đã nói thôi, các bạn hãy gần gũi hơn với thiên nhiên. Thứ hai, nếu mà có thể là các bạn hãy thực hành thiền. Không cần nhất định các bạn phải ngồi một chỗ, các bạn có thể ngồi một chỗ rồi nhắm mắt rồi làm cái gì đó to lớn. Các bạn có thể chỉ đơn giản là giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo, và mỗi khi cái suy nghĩ là mình không xứng đáng, mình không đầy đủ nó xuất hiện á, thì các bạn hãy nói với cái suy nghĩ đó là tôi không muốn tiếp tục với suy nghĩ nữa, tôi sẽ nghĩ về điều khác. Và các bạn hãy hướng cái suy nghĩ của mình về những cái khía cạnh tích cực, những cái điều các bạn may mắn có được trong cuộc sống, ví dụ như có một cái gia đình hạnh phúc nè, còn rất là nhiều người yêu quý các bạn, hoặc là các bạn còn ví dụ như các bạn có một cuộc sống mà ít phải lo nghĩ, các bạn vẫn có thức ăn hàng ngày, các bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Thậm chí là một điều nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta, nó có thể là một cái phép màu mà chúng ta không biết. Cho nên ở đây ha, mình thật sự khuyên các bạn nào mà đang ở trong một cái mối quan hệ mà nó độc hại, nó không tốt cho về thể xác lẫn tinh thần các bạn, thì các bạn hãy dũng cảm rời khỏi mối quan hệ này. Tuy nhiên thì như mình đã nói ha, đây là một trải bài chung, cho nên đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Bạn vẫn là phải người suy xét và nhìn nhận cái mối quan hệ của mình một cách thật là chính xác, và hãy đưa ra một quyết định mà nó có lợi nhất dành cho các bạn. Có thể rất là nhiều người nghĩ rằng á, mình chỉ là một người bình thường thôi, mình không có điều gì gọi là mình không có một cái phước lành nào hết á, thì thật ra việc các bạn là một người bình thường đã là phước lành rồi. Việc các bạn đi, các bạn đứng, các bạn có thể ăn, các bạn có thể uống, các bạn có thể nói chuyện, các bạn có thể nhìn ngắm thế giới, nó đã là một phép lành rồi. Cho nên hãy nhìn nhận tất cả mọi thứ dưới cái con mắt tích cực hơn, lạc quan hơn, và hãy dám là người giải phóng chính bản thân mình ra khỏi những cái điều tiêu cực. Ok, đó là tất cả những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ ba. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Và mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài khác nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các bạn chọn tụ bài thứ tư nha. Chờ các bạn chọn tụ bài thứ tư, và với câu hỏi đó là thông điệp từ giấc mơ của các bạn, chúng ta sẽ cùng xem giấc mơ các bạn muốn nhắn nhủ điều gì nha. Ok, ở đây thì mình cũng thấy là các bạn cũng là một cái trường hợp mà các bạn có những cái vấn đề về bản thân.
Thì thật ra thông thường ha, đối với trải nghiệm của cá nhân mình á, thì cái giấc mơ nó sẽ mang cái ý nghĩa là các bạn có một cái vấn đề nào đó mà các bạn không có chịu nhìn nhận, hoặc là các bạn chưa có nhìn nhận ra được, cho nên nó sẽ mang những cái thông điệp mang nhiều cái tính chữ lành, hoặc là giúp cho các bạn sáng tỏ cái vụ việc, cái góc nhìn hơn. Ở đây đầu tiên á, mình có thể nói với đối với trải bài này thì mình thấy là cái đối tượng á, có thể là những cái bạn nào mà các bạn đó đang có một cái ví dụ như các bạn có một công việc hết sức ổn định nè, các bạn có một cái cuộc sống rất là tốt, các bạn không có cảm thấy vấn đề gì hết, rồi sau đó đột nhiên một ngày những cái thứ xung quanh các bạn nó đảo ngược. Ví dụ như đột nhiên các bạn có thể đột nhiên mất việc nè, người yêu các bạn đột nhiên phản bội các bạn, hoặc là tất cả mọi thứ nó sụp xuống cùng một lúc, các bạn bị mất một khoản tiền lớn, và tất cả những điều này nó ập đến cùng một lúc như các bạn. Và các bạn á, có thể các bạn nằm ở cái độ tuổi tương đối trẻ. Ở này á, nó cũng không phải thật sự là ngẫu nhiên đâu, mà nó có một cái ý nghĩa trong đó. Mình thấy cái biến cố này, thứ nhất á, là nó mang đến cho các bạn một cái bài học sâu sắc về cá nhân, về bản thân các bạn. Các bạn sẽ hiểu thêm rất là nhiều những cái điều về có thể là những cái người xung quanh các bạn, hoặc thậm chí là chính bản thân các bạn. Và thứ hai á, mình thấy ở đây đây là một trong những cái karma các bạn, một trong những cái nghiệp quả mà các bạn sẽ phải trải qua trong cuộc sống để cho các bạn có những cái sự phát triển, những cái sự trưởng thành. Nhìn chung ở đây, nếu như các bạn nằm ở trong cái trường hợp mà các bạn bị phản bội ha, bị lừa gạt á, thì mình hoặc là bị thất bại, một cái thất bại đó, và các bạn bị rất là nhiều người chê cười á, thì ở đây mình thấy các bạn nên nhìn nhận cái vấn đề là, có nghĩa là cái việc mà bạn tốt bụng và bạn nhìn thế giới này với một cái ánh nhìn tốt đẹp á, đó không phải là lỗi của bạn, nó không phải vấn đề các bạn, mà đó là vấn đề của họ. Cho nên đầu tiên á, là các bạn phải lấy lại được cái giá trị của mình, cái giống như là các bạn phải thấy là các bạn good enough, các bạn đã đầy đủ rồi, các bạn đã trọn vẹn rồi, và các bạn hoàn toàn là có giá trị. Các bạn có thể là có trí tuệ nè, có khả năng nè, các bạn có thể làm được rất là nhiều điều trong cuộc sống, và đừng để một cái vấp ngã nó khiến cho các bạn hoàn toàn đánh mất những cái giá trị của bản thân mình. Và thứ hai ở đây á, mình cảm thấy ở đây các bạn có hẳn ba lá nói về cái vấn đề chữa lành luôn. Các bạn có hai lá healing ở đây và các bạn có một lá mending ở đây, thì tất cả nó đều mang cái ý nghĩa là cái nỗi đau này của các bạn á, bây giờ là cái nó còn được chữa lành. Có thể là các bạn đã đứng dậy rồi và các bạn cứ cứ cảm thấy là ok mình ổn rồi, nhưng mà thật ra deep down bên trong các bạn á, cái nỗi đau đó vẫn còn, và các bạn cần phải ngồi lại nhiều hơn với cái nỗi đau, với cái cảm xúc của mình. Ở đây mình thấy ha, nếu như các bạn có một cái đối tượng nào đó mà các bạn có thể tin tưởng, các bạn tâm sự á, thì mình nghĩ rằng các bạn nên tâm sự trò chuyện với cái đối tượng đó để cho họ đưa ra. Đôi khi họ không cần phải nói những cái lời khuyên nào hết, mà họ chỉ cần đưa cho các bạn một cái lời động viên rằng á, ok, mọi thứ rất là khó khăn, nhưng mà có tôi ở đây với cậu, cậu cứ hãy trò chuyện, hãy nói với tôi đi. Có thể là tôi không đưa ra được một cái lời khuyên nào đó hay cho cậu, nhưng mà tôi có thể lắng nghe, có thể chia sẻ với cậu cái cảm xúc này. Và bằng cái việc đó thôi, mình cảm thấy những cái vết thương của các bạn nó sẽ được chữa lành. Và nếu như các bạn nằm ở trong cái trường hợp á, là các bạn đã, có nghĩa là đã từng có một cái tổn thương nào đó ở quá khứ, và hiện tại các bạn trở thành một cái người rất là thành đạt chẳng hạn, rất là tốt chẳng hạn, thì cái giấc mơ các bạn nó có một cái thông điệp với các bạn là cái nỗi đau quá khứ các bạn nó vẫn chưa được chữa lành đâu, nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn ở đó, và nó chờ các bạn chữa lành nó chờ các bạn quan tâm đến nó, chờ các bạn được thật sự là giải phóng mình. Ở đây ha, mình cảm giác là các bạn nếu mà có thể á, các bạn hãy thử làm lại những cái hành động lúc nhỏ. Ví dụ như hồi trước các bạn, khi mà các bạn còn trẻ, các bạn rất là thích vẽ tranh chẳng hạn, hoặc là các bạn rất là thích viết. Thì bây giờ khi các bạn ngồi xuống mà các bạn vẽ tranh, các bạn viết á, thì mình cảm thấy là cái cảm xúc bên trong các bạn nó sẽ được trào ra lại. Có nghĩa là những cái điều mà các bạn giấu, những cái gì mà các bạn có thể thậm chí các bạn còn không biết nữa, nó sẽ được trào ra, nó sẽ được gợi mở qua những cái hành động, như là viết qua cái bức tranh, qua cái bài viết các bạn, hoặc là khi các bạn chơi nhạc cụ nào đó các bạn đã từng rất là thích lúc nhỏ, hoặc là các bạn đến cái căn nhà ngày xưa các bạn ở, các bạn nói chung là các bạn lặp lại một cái hành động nào đó thời thơ ấu các bạn á, thì khả năng rất là cao các bạn sẽ nhìn nhận được, và các bạn sẽ có thể để cho cái cảm xúc này được giải phóng, nó được trào ra ngoài. Ở đây thì mình thấy các bạn là đang có xu hướng là các bạn hơi chạy trốn cái việc này á. Một là các bạn có thể rất là chạy trốn cái việc các bạn chữa lành, hai là các bạn
hoàn toàn không có ý định chữa lành luôn, bởi vì các bạn nghĩ là các bạn không đủ tốt, do lỗi các bạn thôi, chứ chả quan tâm chữa lành là cái gì cả. Chữa lành nó đơn giản là các bạn để những cái cảm xúc tiêu cực cũ nó được trào ra, nó được giải phóng để nó có thể chuyển đổi thành những cái cảm xúc khác. Bạn ngồi lại với bản thân mình á, nhìn sâu vào bản thân mình, các bạn sẽ thấy thật rất là nhiều vấn đề nó đang xuất hiện trong cuộc sống các bạn, nhưng mà các bạn chỉ lơ đi thôi. Và tất cả những cái vấn đề đó nó đều có cùng một đầu mối, đó là do bên trong các bạn có một cái sự tổn thương, đặc biệt có thể liên quan đến việc tổn thương giá trị của các bạn, cho nên các bạn có thể thường xuyên trúng những cái mối quan hệ nó độc hại, nó khiến cho các bạn phải bấu víu vào người kia, khiến cho các bạn thường xuyên phải tự hỏi về giá trị của mình. Hoặc là các bạn thường xuyên bị bỏ rơi nè, thường xuyên bị cảm thấy là người ta không cần mình nữa. Và để các bạn hết cái cảm giác đó, không phải là do các bạn chọn người không đủ tốt, mà là do các bạn có vấn đề ở bản thân, cho nên các bạn thu hút cái đối tượng nó phản ánh cái vấn đề đó. Cho nên đối với các bạn ở tụ bài thứ tư này ha, các bạn hãy dũng cảm lên, can đảm đối diện với nỗi đau, sự mất mát của chính mình. Đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ tư. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và chúc các bạn có nhiều may mắn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài khác nha. Tạm biệt.